ra xem coi vô cá tiếp nha các bạn. Đi cảng Lộc Bình để vô. Bây giờ gió thì nhiều lắm mà nha, đâu có ai gió. Chỉ còn có cái này gió vậy á, kiếm bữa 100-200 ngàn, chứ có nhiều. Tại vì cá rô phi không à, rô phi bán có mấy ngàn ký à, 4-5 ngàn ký, 5-6 ngàn tùy theo cá rô phi. Đen luôn, nước luôn là đó. Dở ba cái à, ba cái nó trong mấy chục ký à. Mở ra, mình quay con cái. Đi nổ không? Nổ rồi ta ra đi phụ. Cái đó chắc 20 ký không? 25, 20 của mày? 30 rồi. Không? Cái gì 30? Ủa chứ ba cái này mà dỡ ba gió, ba gió trúc một cái. Lẹ đi, lẹ đi, cá đi. Đang vô. Giờ nước ngay ủng vô nè. Nước lớn vô. Hôm qua cũng ủng nước lớn. Và nước thải à. 4:30. Cá theo ủng vô. Cỡ 4 giờ ra được. Nước thải nghe thúi thúi à. Lùi lùi vô lại, đợi ghe tô đít ra kìa để cho thả gió xuống. Cá đang chạy, cá đang chạy được có mấy gió à. Ai? Chứ không ai chụp anh ra đi chữ rồi. Ô, con còn cá kết à. Cá kết thôi vô. Kết. Ủa cá rô phi bữa nay ngon ngon không hả chứ? Cá rô phi ngon nè. Con bự bự không? Cá lứa. Thì này cũng được, cá này sẽ khô ngon lắm. Chạy không? Ơi. Không. Xong nói sẽ ngon mà. Nhưng thì mình nói vậy thôi. Trời mày déo nói vậy. Đâu? Trời sợ thở luôn phải không? Trứng không có cái bầu. Mấy chục ký. Ở đây giờ còn chỉ cá này thôi chứ cá đen. Và nước thải giờ đi đồng mắt cái rau hoặc ăn chết gì đồng mắt cái còn có rô phi không. Còn cá bự rộng lại bán được mười mấy 20 ngàn ký. Còn cá nhỏ nhỏ này 4-5 ngàn. Gió lên tiếp các bạn. Lộc Bình giờ cũng câu vô dữ rồi đó. Mới dở là nó bay ra hả? Nó bay á. Cái này nhiều á.
Ừ, cái này sao chui gì thấy nhảy quá trời. Nó nhảy gốc mình nó quá trời vậy nè. Quá trời đó, nhảy đó. Nhảy cái mê không nó, ủa cái này nhiều nè. Ừ, xuống hết được luôn à. Thôi bỏ luôn đi. Có mấy con không xuống bỏ luôn. Ấy còn còn xăng tốn không ta? Dạ. Xăng còn trong bình á. Biết rồi. Để luôn. Không lên xe nè, không ngay nè. Ghê là máy nè. Ghê quá. Nước chảy mạnh cái gió trời nhảy nhảy quá trời đó, nhảy thế mày rú phi không, đặc biệt là cái rú phi. Tạo ra, tạo ra. Wow, quá trớn các bạn ơi. Tao ra hả? Tao ra. Tao ra chờ mình chút. Kêu đậu đặng ơi. Đang vô cá, có cá giờ tao không ra chắc trớt nữa rồi các bạn ơi. Tao không ra tới đó rồi. Tao bự. Đó. Tao tao cắt. Chạy ra nữa đi. Vô cá hết hết chạy. Có tàu là vô cá hết chạy. Thất à? Đang gió ngon lành cái gặp tàu ra. Dở lên lôi rồi nó qua thả lên cái nữa. Khoảng 40-50 kg thôi các bạn. Xà lan đi ngang cái giờ xả lục bình ra. Hết gió được rồi, nghỉ rồi. Xà lan nó làm cái thất bại.